Theo quan sát, các cầu thủ Olympic Brazil đều còn rất trẻ, có thể hình cao to, hầu hết đều cao hơn 1m80. Các cầu thủ Brazil đa phần là U21. Cụ thể hơn, Olympic Brazil gồm một cầu thủ 21 tuổi, 15 cầu thủ 20 tuổi, 3 cầu thủ 19 tuổi và một cầu thủ 18 tuổi. Cầu thủ đáng chú ý nhất của Olympic Brazil là đội trưởng Mohamed Al-Hassan. Tiền vệ sinh năm 1997 này đang thi đấu cho câu lạc bộ Werder Bremen ở giải VDQG Đan Mạch. Thành tích của Olympic Brazil trong các lần tham dự AED không được đánh giá cao. Đội bóng này chỉ góp mặt ở vòng 1/8 tại AED 2002. Bị loại ngay từ vòng bảng ở AED 2006 và AED 2010 cũng như không được tham dự AED 2014. SLV Cham Mam Sơ Mia liên tục theo dõi buổi tập của Olympic Việt Nam ở bên cạnh. Chiến lược gia này thừa nhận ông không có thông tin gì về Olympic Việt Nam nên trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn. SLV Cham Mam Sơ Mia chú ý kỹ đến buổi tập của các học trò, hầu hết các cầu thủ Brazil có thể hình rất to cao Olympic Brazil. Chủ yếu đều là những cầu thủ dưới 20 tuổi Olympic Brazil có điểm mạnh là nền tảng thể lực dồi dào, cả ba thủ môn của Brazil đều có thể hình tốt. Huyền Trang từ Indonesia Tech Olympic Việt Nam. Olympic Brazil AED 2018.